Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý vị đại biểu, tiểu phẩm của đội ánh sáng chúng tôi có tựa đề Tình thương con trẻ với các diễn viên tham gia. Việt Anh trong vai chị Hoa cán bộ hội phụ nữ. Mai Hương trong vai chị Giang. Xuân Tuấn trong vai anh Phú một Phương Gia. Minh Quang trong vai đối tác của anh Phú. Lê Lượng trong vai đối tác, trong vai bồ của chị Giang. Sau đây tổ hợp của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Tại nhà anh Tuấn chị Hương. Chết đây này.
Giờ em không phải buồn nữa. Cuối lần như vậy chỉ cần gọi cho con em trai là anh phải đến xem em. Chúng mình sẽ cùng vui vẻ nhá. Đó nha, đừng có mà quên đây. Gọi em đấy đây. Anh hứa em sẽ cố gắng thổi đi làm ra đến trước ạ. Tôi có công việc nên là thôi anh em mình sẽ đánh con nhé. Cảm ơn, chào các bạn nhé. Cảm ơn, chào các bạn. À, cô đang làm gì đấy? Tôi á, tôi vô tình qua đây. Vì cái vô tình này mà tôi thấy cái cảnh này của cô. Các lần trước, cô lừa dối tôi. Tôi bị cô mà tha thứ cho cô rồi. Mà lần này thì không. Cô về nhà với tôi. Tôi giải quyết hết chuyện này. Còn này, anh kia. Tôi sẽ ghi nhớ cái chuyện này. Anh nhớ lại tôi đấy. Sau tại nhà anh Tuấn chị Hương. Ngày hôm sau tại nhà. Cô chị đi. Bơ đi hôn. Em không muốn đi hôn đâu. Em biết em sai rồi. Anh chưa có hôn được không? Bao nhiêu lần tôi tha thứ cho cô rồi. Cô có chứng nào thật đấy. Không chịu thay đổi. Sự vi tha thôi, có giới hạn thôi. Lần này, thôi chúng ta đi hôn đi. Giải thoát cho nhau đi. Mà cô yên tâm. Tôi sẽ nhận nuôi hai con. Thì cô cứ tha thứ đi với nhân tình. Anh không được mà. Vậy nhá. Vài tháng sau tại nhà mẹ đẻ chị Hương. Thúy à, bà đang làm gì đấy? Chuyện của tôi tôi giải quyết xong rồi. Nói như là lão không ra thứ rồi. Không thôi hết rồi, lão nuôi con lớn còn cô Bi nó dưới 36 tháng tuổi nên là toàn từ 30. Ừ, đang buồn lại, ừ, chứ hôm nào người ta không qua đây chơi nhá. Rồi, ok, nhá thế nhá. Một năm sau ngày ly hôn, tại nhà mẹ đẻ chị Hương. Hôm nay tối, dần một năm nay, tôi đến thăm con thì cô trả lấy cho tôi để đăng tải. Tôi gửi quà cho con thì cô cũng gửi trả lại. Cô làm vậy là sao? Tôi thích thế anh làm gì được? Anh đừng quên, tòa xử cho tôi luôn gì, tôi cấm anh không được gặp thằng bé đấy. Cô mà cố tình làm thế nhá, là tôi khởi kiện ra tòa đấy. Anh làm đi, tôi sợ một chất. Nhưng mà hôm nay nhất định tôi phải vào gặp được con. Cô tránh ra. Anh đi ra. Tránh ra. Đây là nhà tôi. Tránh ra. Anh còn cố tình xông vào là tôi nhờ gọi công an đấy. Anh đang xông vào dân sự tránh anh đấy. Được. Đã thế tôi sẽ gọi cho Trịnh Hoa. Chủ tịch hội quốc tế để giải thích cho cô. Anh gọi đi. Tránh ra. Anh đi ra. Múc nhau đi. Chuyện gì mà lại to tiếng xô xát ầm ĩ lên thế này?
chị Hoa, sự việc là như này này, tôi và cô này này là ly hôn nhau gần một năm rồi, mà tôi đến thăm con, cô ấy ngăn cản, không có tôi gặp con, thì thấy thế cũng được không? Tôi nói chị Hoa biết thế này à? Anh Tuấn anh đến thăm con, nhưng mà anh rất làm phiền đến tôi và con rồi. Anh đến thăm vào bây giờ mà tôi nghỉ trưa 10 giờ đêm, ai mà biết được? Không, đâu phải ngày nào thế đâu. Nhưng mà đa phần là vậy. Nhưng mà tôi cũng tất cả, không tất cả con thì tôi mới đến kiểu như thế. Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi rất là chia sẻ với cả anh và chị. Rất là chia sẻ với bạn và chị. Nhưng mà thế này anh chị ạ, ở đây ấy, tôi thấy thế này là cả anh và chị đều làm như thế là chưa đúng pháp luật đâu. Thứ nhất là đối với chị Lan ấy, vì phải thấy thế này này, theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tại điều 81 đã quy định cha mẹ có quyền nghĩa vụ trông nom chăm sóc giáo dục con chưa thành niên. Đấy, sau khi ly hôn cha mẹ vẫn có quyền nghĩa vụ đó. Thế đến cái khoản 3 của điều 82 thì cũng quy định rõ là người không trực tiếp nuôi con có quyền nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Đấy, thế thì trong luật hôn nhân và gia đình cũng như là các luật khác có liên quan, ví dụ như là luật phòng chống bạo lực gia đình hay là bộ luật dân sự thì cũng đã quy định rõ như vậy. Thế thì hôm nay cái thời gian cũng không có nhiều nên tôi chỉ giải thích với anh chị cụ thể về những quy định trực tiếp ở trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thôi. Thì tôi cũng vừa chia sẻ rồi. Đấy, thì cái quy định của pháp luật điều 81, 82 là như vậy. Đấy là về mặt pháp luật. Thì chị Hương làm như vậy là không đúng pháp luật. Thế, còn đối với anh Phú ấy, thì ngay trong khoản 3 của điều 82 cũng có quy định là người không trực, cha mẹ không trực tiếp nuôi con nếu mà lạm dụng việc thăm nom để cản trở việc trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con, thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom của người đó. Đấy, thế thì về cái quy định này thì tôi cũng giải thích thêm sâu hơn để anh chị hiểu hơn và để chúng ta hành xử cho nó phù hợp thế này. Tức là nó mặc dù pháp luật về hôn nhân và gia đình có quy định là anh Phú được quyền thăm con mà chị Giang không được cản trở, tuy nhiên cái việc thăm con của anh Phú là phải hợp lý, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con chị ta, cũng như là việc trông nom chăm sóc giáo dục con của chị ấy. Nếu anh đến thăm con ngày nào cũng đến, rồi là đến vào những thời gian như thế thì sẽ không phù hợp. Và cả anh và chị đều có những cái việc làm nó không đúng quy định của pháp luật về mặt lý. Thế về mặt tình thì thế này anh chị ạ, mỗi đứa trẻ con của chúng ta ấy, khi sinh ra các con đều cần có sự yêu thương chăm sóc dạy dỗ của cả cha và mẹ. Đó là một yếu tố cần và đủ để cho các con có được cái tâm lý cân bằng, từ đó thì các con sẽ có sự phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nếu mà chúng ta vì những cái nó mang tính cá nhân của mình mà cản trở cái việc mà con cái được tiếp xúc với cha mẹ, làm tổn thương đến sự phát triển của con, ảnh hưởng đến quyền lợi của con, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ
quyền lợi của con chúng ta lên trên chúng ta, và chúng ta hành xử cho nó văn minh, và đặc biệt là không vi phạm các quy định của pháp luật, anh chị ạ. Vâng, tôi cảm ơn chị. Nhờ chị mà tôi đã hiểu ra rằng là tôi đã sai. Vì sự hào thắng lợi ích riêng bản thân nên tôi đã chia rẽ tình cảm của con anh ấy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ trao đổi lại với em Tuấn về vấn đề là chăm nom vào giờ nào, ngày nào cho phù hợp. Vâng, có lẽ anh chị nên thống nhất với nhau chăm nom con một tuần khoảng 1-2 lần thôi, và bây giờ nó phù hợp nhất đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con, đảm bảo cho việc nghỉ ngơi học hành của con để cho nó có sự phát triển tốt nhất, anh chị ạ. Vâng, tôi nghe thức kỷ niệm. Vâng, cũng không có gì. Đây cũng là cái tình cảm của bà con xóm làng, và cũng là trách nhiệm người làm công tác xã hội như chúng tôi. Bây giờ thì cũng đến giờ tôi phải đi rồi. Xin phép anh chị. Chào anh chị nhé. Vâng, cảm ơn chị ạ. Rất là nhiều. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu tham dự hội thi, tiểu phẩm Tình Thương Con Trẻ của đội tuyên truyền viên ánh sáng cụm thi đua số 4 xin được kết bạn ở đây. Và qua tiểu phẩm này, đội chúng tôi muốn gửi một thông điệp tới toàn thể xã hội rằng mỗi người hãy biết nâng niu trân quý những giá trị tổ ấm gia đình, hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ, hãy sống và làm việc theo pháp luật để xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn. Một lần nữa, xin được kính chúc sức khỏe ban giám khảo, các vị khách quý